Thưa quý vị, trong những năm gần đây, du lịch huyện Vĩnh Cửu đã có bước phát triển nhất định. Tài nguyên và sản phẩm du lịch đã xuất hiện trên thị trường và được khách du lịch chấp nhận. Một số khu vực trên địa bàn huyện đã trở thành khu điểm lựa chọn của khách du lịch trong và ngoài nước. Qua đó, vai trò vị thế của du lịch đã được xác định là một ngành không thể thiếu trong định hướng phát triển kinh tế và xã hội của huyện trong thời gian tới. Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai hiện đang khai thác du lịch về nguồn, tham quan, trải nghiệm, mỗi năm thu hút trên 30.000 lượt khách. Làng bưởi Tân Triều nằm trên địa bàn xã Tân Bình. Đây là điểm du lịch ẩm thực với rất nhiều sản phẩm từ bưởi Tân Triều như gỏi bưởi, mứt bưởi, mỗi năm thu hút trên 20.000 lượt khách. Điểm du lịch Cao Minh Cũ nằm trên địa bàn xã Vĩnh Tân là điểm du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, mỗi năm thu hút khoảng 25.000 lượt khách. Homestay Bà Đất nằm trên địa bàn xã Hiếu Liêm là điểm du lịch cộng đồng duy nhất trên địa bàn huyện, mỗi năm thu hút hơn 10.000 lượt khách. Theo đà phát triển, để đón đầu xu hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện Vĩnh Cửu đang có 12 dự án để kêu gọi đầu tư, gồm 5 khu dân cư kết hợp du lịch sinh thái và 7 dự án đầu tư du lịch. Trong đó, với diện tích trên 108 ha, lợi thế giao thông thuận tiện hiện đang tiếp tục mở rộng các tuyến đường hiện hữu theo quy hoạch. Dự án khu 2 thị trấn Vĩnh An kết hợp với đầu tư du lịch sinh thái. Với diện tích trên 57 ha, dự án khu dân cư và nghỉ dưỡng thuộc thị trấn Vĩnh An kết hợp với đầu tư du lịch sinh thái với nhiều hạng mục đầu tư khác nhau, phù hợp với xu thế phát triển này. Với cái những cái dự án như thế và với cái tinh thần của người dân là hiền hòa, rồi năng động, hiếu khách, thì hy vọng là khách sẽ đến huyện Vĩnh Cửu nói chung cũng như thị trấn nói riêng sẽ được là coi như tiếp đãi ân cần, và nơi đây thật là nơi du lịch là lý tưởng cho khách tham quan du lịch đến đây. Bên cạnh đó còn có dự án khu dân cư kết hợp du lịch sinh thái thuộc xã Hóa Đà, dự án cánh đồng bầu cực, v.v. Đặc biệt khu du lịch Phú Lý với diện tích 155 ha dành cho sân góp và khu dân cư sinh thái khá hoàn chỉnh. Song song đó, khu nuôi động vật bán hoang dã nằm trong định hướng phát triển dịch của tỉnh Đồng Nai, cùng với khu vực bao quanh dự án Safari diện tích trên 122 ha, hứa hẹn sẽ tạo nên một chuỗi liên kết du lịch hấp dẫn. Điểm nhấn nữa của du lịch Vĩnh Cửu chính là diện tích 32.400 ha mặt nước của hồ Trị An với nhiều đảo lớn nhỏ, rất phù hợp để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng. Theo đề án phát triển du lịch ở huyện Vĩnh Cửu đến 2020, định hướng 2030, huyện đã đồng loạt triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Trong đó, công tác xúc tiến quảng bá về du lịch được quan tâm chú trọng. Địa phương đang chú trọng việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ phát triển du lịch. Có thể nói với 12 dự án kêu gọi đầu tư như đã nêu trên, nếu được đầu tư xây dựng và phát triển hợp lý, trong tương lai, Vĩnh Cửu sẽ là địa điểm du lịch hấp dẫn và không thể bỏ qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tạo điều kiện thuận lợi cho các điểm du lịch đi vào hoạt động, sớm đón khách trong nước và quốc tế trong tương lai không xa. Trên đây là chuyên đề người dẫn đường của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.